Các em chú ý, dạo này có một nhóm học sinh hư thường hay bắt nạt các bạn cùng trường. Nếu gặp, các em phải báo ngay cho các thầy cô giáo nha. Vâng ạ. Được rồi, buổi học của chúng ta hôm nay đến đây thôi. Chúng em chào thầy ạ. Lầy nhóc con, đưa tiền đây cho bọn tao. Tiền của em hôm qua các anh lấy hết rồi mà. Đấy là chuyện của hôm qua, thế hôm nay mày có đưa tiền hay không? Hay là muốn ăn đòn hả? Này, mấy bạn kia đang làm gì đấy? Bọn tao làm gì thì liên quan gì đến mày? Nếu không muốn ăn đòn thì mau xéo đi. Nếu các bạn bắt nạt bạn bè thì đừng có trách tôi đấy. Ha ha ha, mày chỉ là một con nhóc con thì làm gì được bọn tao? Chúng mày đâu, cho nó một trận. Ôi chị ơi, bọn em sai rồi, chị tha cho bọn em đi. Các bạn phải nhớ, từ nay không được bắt nạt bạn học đấy nữa, nhớ chưa? Dạ, dạ, bọn em nhớ rồi. Từ nay, bọn em không dám nữa đâu ạ. Thơ Nguyễn, cậu khỏe thật đấy. À, từ bé tớ đã khỏe như vậy rồi. Ở nhà, mọi người còn hay gọi tớ là nực sĩ đấy. Thế nào rồi Suga, em đã có manh mối gì về các siêu nhân Gao còn lại chưa? Dạ thưa thầy, theo em thấy, các siêu nhân Gao đều có sức mạnh bẩm sinh hơn người. Hiện nay em đã phát hiện ra một bạn, đó chính là bạn Thơ Nguyễn, lớp trưởng của chúng ta. Bạn ấy rất là khỏe. Nếu vậy, Thơ Nguyễn rất có thể là truyền nhân của Gao Trắng. Đúng vậy thưa thầy, nhưng giờ phải làm sao để cậu ấy giải phóng được sức mạnh siêu nhân Gao đây? Thầy nghĩ em hãy làm như thế này. Em hiểu rồi. Suga, sao hôm nay cậu lại hẹn tớ ra đây? À, hôm nay tớ phải đi mua rất là nhiều đồ. Hôm qua thấy cậu khỏe quá nên muốn nhờ cậu đi bê giúp tớ ít đồ. Được thôi, chuyện nhỏ, tưởng gì chứ, sức khỏe thì tớ có thừa. Hai đứa nhóc con kia, đứng lại. Trời ơi, là quái vật. Thơ Nguyễn, cậu hãy chạy trước đi. Không được, tớ không thể bỏ mặc cậu một mình được. Chúng mày, không ai có thể thoát được đâu. Hãy chết đi. Hây ya. Suga, cậu có sao không? Tớ đã bị thương rất là nặng. Thơ Nguyễn, đây chính là thanh thần kiếm siêu nhân Gao. Cậu hãy dùng nó tiêu diệt con quái vật đi. Con quái vật kia, ngươi dám làm hại bạn của ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Siêu nhân Gao biến hình. Qua, bộ giáp này cho mình một nguồn sức mạnh khổng lồ. Cái gì? Bộ đồ đó là sao? Hãy chết đi. Hay à. Không thể nào, tại sao ngươi lại có thể đỡ được đòn tấn công của ta? Bởi vì giờ đây ta đã giải phóng được sức mạnh siêu nhân Gao, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Hãy chết đi, con quái vật kia. Hay à. Hoan hô, thành công rồi. Cậu giỏi lắm Thơ Nguyễn. Suga, tớ tưởng cậu đã bị con quái vật đó đánh bị thương rồi mà. Tại sao cậu lại không hề hấn gì vậy? Đó là bởi vì tớ cũng là một siêu nhân Gao giống như cậu. Thật sao? Mọi chuyện là sao vậy? Được rồi, giờ cậu hãy đi cùng tớ tới gặp một người, cậu sẽ hiểu ngay. Các em là truyền nhân của siêu nhân Gao, 500 năm mới xuất hiện, có nhiệm vụ bảo vệ trái đất. Để phát huy được sức mạnh thật sự, các em cần phải đi tìm đủ 5 thành viên. Hiện tại, các em vẫn chưa phải là đối thủ của các quái vật đội trưởng. Vì thế, phải hành động bí mật. Khi 5 thành viên siêu nhân Gao tề tựu, chúng ta có thể công khai tuyên chiến với Đại Ma Vương. Hay à!
Hay à. Nhiệm vụ hoàn thành. Tớ cũng xử lý xong rồi. Bọn quái vật xuất hiện ngày càng nhiều, chúng ta phải mau chóng tìm cho ra 3 thành viên còn lại. Cậu đã có manh mối gì chưa? Hiện tại vẫn chưa. Có thể các siêu nhân cao còn lại đang che giấu sức mạnh của họ. Thế chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Có lẽ chúng ta nên bàn với thầy giáo tổ chức một cuộc thi nâng tạ. Đến lúc đó chúng ta có thể quan sát những bạn có sức mạnh hơn người. Ý kiến này rất là hay. Các em chú ý, hôm nay có một tin rất quan trọng. Tới đây, nhà trường sẽ tổ chức hội thao. Vì vậy, lớp tao sẽ cử ra 5 bạn tham gia giành giải. Để chọn ra 5 bạn tham gia hội thao, lớp chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi nâng tạ. 5 bạn có thành tích tốt nhất sẽ đại diện cho lớp ta tham gia hội thao của trường. Thời gian tổ chức cuộc thi sẽ là tuần sau. Vì vậy, các em hãy về luyện tập cho tốt. Cả lớp đã rõ chưa? Dạ, chúng em rõ rồi ạ. Tớ nghe nói giải thưởng năm nay rất là lớn đó. Cậu có tham gia không? Tất nhiên rồi, tớ hơi bị khỏe đấy. Nisa, cậu có tham gia không? Tớ không, tớ yếu lắm nên chắc là không thắng được đâu. Sắp tới ngày tổ chức cuộc thi nâng tạ rồi, lớp mình tham gia đầy đủ chứ thơ Nguyễn? Tất cả mọi người đều tham gia, chỉ có bạn Nisa là không tham gia. Tớ thấy thường ngày bạn Nisa rất là hiền lành yếu đuối. Có lẽ bạn ấy không phải là người chúng ta tìm kiếm. Kia có phải là bạn Nisa không? Đúng là bạn ấy rồi, chúng ta qua chào hỏi bạn ấy đi. Trời ơi, nguy hiểm quá, em nhỏ ơi, mau tránh ra đi. Chết rồi, không kịp mất rồi. Hà, cái gì vậy? Trời ơi, sao cô ta khỏe như vậy? Cô ta là quái vật sao? Nisa, may mà có cậu, không em nhỏ đó đã gặp nguy hiểm rồi. Các cậu đã nhìn thấy hết rồi sao? Đúng vậy, cậu rất khỏe, tại sao cậu lại phải giả vờ yếu đuối vậy? Là tại vì từ bé tớ đã khỏe như vậy, nên không có ai dám chơi với tớ. Họ thường bảo tớ là quái vật, tớ đã phải chuyển trường nhiều lần vì bị mọi người tẩy chay. Mọi người thật là quá đáng, cậu có làm gì sai đâu. Đúng vậy đấy, có sức mạnh hơn người đâu có gì là xấu. Các cậu không ghét tớ sao? Không đâu, nói thật với cậu, tớ và Thơ Nguyễn cũng là những người có sức mạnh như cậu, nên bọn tớ hiểu. Phải rồi Suga, có khi nào Lisa cũng là một trong 5 siêu nhân cao không? Rất có thể là như vậy đấy, cậu hãy thử xem đi Lisa. Thôi được rồi, để tớ thử xem. Siêu nhân cao, biến hình. Không được rồi, có lẽ tớ không phải là người mà các cậu tìm kiếm đâu. Cũng không hẳn là như vậy, có lẽ chỉ trong những lúc nguy cấp, sức mạnh siêu nhân gao mới được giải phóng. Tạm thời cậu cứ giữ lấy thanh thần kiếm, rất có thể sẽ có lúc dùng đến. À đúng rồi Nisa, vậy cuộc thi cử tạ lần này cậu cũng tham gia với bọn tớ nhé. Tất nhiên rồi, giờ đây có những người bạn như các cậu, tớ không còn cảm thấy tự ti về sức mạnh của mình nữa.